Thưa quý vị, bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý cho các em quay trở lại trường học hoặc là có cách để có thể ứng phó với việc học online thì thời điểm giao mùa như thế này cũng là thời điểm mà xuất hiện rất nhiều những cái vấn đề về dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, khi mà không khí lạnh chuyển hơn rồi ẩm hơn, ánh sáng mặt trời ít hơn làm cho virus sẽ dễ sinh sôi và nảy nở trong môi trường mạnh hơn. Kéo theo đó tỷ lệ trẻ mắc các bệnh hô hấp cũng tăng cao hơn và đáng nói là sẽ có nhiều trẻ em nhiễm virus hô hấp hợp bào RSV và tại Bệnh viện Nhi Trung ương các bác sĩ cho biết thời gian gần đây số ca nhập viện vì virus này đã tăng hơn so với trước. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện được ghi nhận tại Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương, câu chuyện của Hồng Hạnh và Anh Tuấn ngay sau đây. Em bé này mới hơn 1 tháng tuổi nhưng đã có tới hơn 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện. Tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương, bé được chẩn đoán mắc virus hợp bào hô hấp. Sau hơn 1 tuần điều trị tại đây, bé vẫn thở gắng sức, rút lõm lồng ngực, phải hỗ trợ thở oxy. Đầu tiên là bé ho với cả khó thở ấy ạ. Thế lại kiểu gật gù ấy thì em đưa bé đi khám thì bác sĩ bảo bị viêm phổi nên phải nhập viện. Nhập viện trên bệnh viện tỉnh 12 ngày em thì không đỡ thì lại xin chuyển về đây. Hiện trung bình mỗi ngày, khoa hô hấp 1, trung tâm hô hấp tiếp nhận 20 đến 30 trường hợp vào điều trị, trong đó có tới 15 ca mắc virus hợp bào hô hấp. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ trẻ nào, nhưng những trẻ nhỏ có bệnh lý nền sẽ biểu hiện rõ rệt hơn. Các cha mẹ cũng cần chú ý những cái dấu hiệu biểu hiện nặng nề, thí dụ như là khi trẻ mà có cái biểu hiện hắt hơi sổ mũi, giai đoạn đầu, giai đoạn sau có thể là có mũi đặc hơn hoặc là những cái biểu hiện ho tăng lên và khò khè nhiều hơn thì cha mẹ phải nên đưa con đến khám, và đặc biệt nữa là nó có thể lây lan thành dịch, sau đó trong môi trường có thể nhiều trẻ bị. Đấy, do đó thì mình cũng nhận biết sớm để mình tránh và mình cũng để dự phòng được cho những cái người khác bên cạnh. Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa, khả năng sinh sôi của virus và vi khuẩn phát tán mạnh hơn. Vì vậy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị do các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng, trong đó có bệnh do virus hợp bào hô hấp. Đáng nói, các triệu chứng ban đầu là sổ mũi, hắt hơi, ho, khò khè nên nhiều cha mẹ nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường. Ho xong thì là cháu ăn uống xong là cháu cứ nôn ra. Cháu tôi cũng đưa cháu đến phòng khám. Thì bác sĩ cũng có kiểm tra cho cháu thì lúc bấy giờ xác định là cháu bị viêm mũi, viêm họng. Với virus hô hấp hợp bào, trường hợp nặng có thể gây viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi, suy thở nhanh, nguy hiểm cho trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, một sai lầm các cha mẹ thường gặp là tự ý sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ. Các cha mẹ là cứ ho, khò khè hoặc là sốt là cho sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì điều đó là không hoàn toàn, không phải là hợp lý. Bởi vì sao? Kháng sinh là mình lên có cái sự tư vấn của chuyên gia y tế, và đặc biệt là những cái dịch mà do virus thì thường là kháng sinh đó không những là không có tác dụng mà có khi nó lại còn có hại cho trẻ. Virus hợp bào hô hấp thường lây qua tiếp xúc. Vì vậy các cha mẹ cần thay đổi thói quen, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, thăm trẻ, đặc biệt là khi vừa từ bên ngoài về, bởi người lớn có thể mang virus và lây bệnh cho các con. Các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch.